Chào mừng các con đã đến với ngày học buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiết tập đọc, và tiết tập đọc của chúng ta có tên là Đối đáp với vua. Bây giờ các con hãy lắng nghe và quan sát xem bài học hôm nay của chúng ta gồm có bao nhiêu đoạn nhé. Đối đáp với vua. Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long, Hà Nội. Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần. Cao Bá Quát khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua, cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, hốt hoảng súng vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi. Cậu bé bị dẫn đến trước mặt nhà vua, cậu tự xưng là học trò, mới ở quê ra chơi nên không biết gì. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau. Nước trong leo lẻo, cá đớp cá, chẳng cần nghĩ ngợi gì, lâu la gì. Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói đối lại luôn. Trời nắng chang chang, người trói người. Vế đối vừa cứng cỏi, vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói tha cho cậu bé, theo quốc chấn. Vừa rồi thì các con đã được nghe cô đọc, và chúng ta quan sát thấy bài tập đọc ngày hôm nay của chúng ta gồm có 4 đoạn, đã được đánh số từ 1 cho đến 4. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua phần mới nhé. Trong bài thì có những từ khó đọc, thì hôm nay cô và trò mình cùng nhau luyện đọc một số từ sau. Đầu tiên là từ Cao Bá Quát. Cao Bá Quát. Hốt hoảng. Hốt hoảng. Vùng vẫy. Vùng vẫy. Ngắm cảnh. Ngắm cảnh. Leo lẻo. Leo lẻo. Táo tợn. Táo tợn. Nào chúng ta cùng đọc lại. Cao Bá Quát. Hốt hoảng, vùng vẫy, ngắm cảnh, leo lẻo, táo tợn. Tiếp theo trong bài có những từ khó hiểu cần phải giải thích nghĩa, đó là những từ đầu tiên là từ Minh Mạng. Minh Mạng sinh năm 1791, mất năm 1840. Minh Mạng là vua thứ hai của triều Nguyễn. Đây là hình ảnh của vua Minh Mạng và lăng của Minh Mạng. Tiếp theo, từ Cao Bá Quát. Vậy Cao Bá Quát là ai nào? Cao Bá Quát sinh năm 1809 và mất năm 1855, là nhà thơ nổi tiếng, văn hay chữ tốt, có tài đối đáp. Đây là hình ảnh của ông Cao Bá Quát. Tiếp theo, ngự giá. Ngự giá là vua ngồi xe hoặc ngồi kiệu đi các nơi. Đây là hình ảnh ngự giá. Tiếp theo, xa giá. Xa giá là xe của vua đó các con. Vậy đối. Đối là gì nào? Đối là thể văn cũ gồm hai vế, hai câu có số tiếng bằng nhau, đối chọi nhau về ý và lời. Làm vế đối lại. Tức cảnh. Tức cảnh là thấy cảnh mà có cảm xúc liền nảy ra thơ văn. Vậy chỉnh trong bài, từ chỉnh trong bài có nghĩa là theo đúng phép tắc chặt chẽ. Tiếp theo cô và trò chúng mình cùng nhau luyện đọc một số đoạn văn hoặc là câu văn khó đọc. Các con hãy suy nghĩ xem những đoạn văn câu văn nào mà các con cảm thấy mình khó đọc. À, cô có một đoạn văn dành cho các con. Hôm nay cô và trò mình cùng nhau luyện đọc đoạn văn này. Những từ mà cô in đậm thì các con nhớ đọc nhấn giọng để thể hiện cảm xúc của mình, và ngắt nghỉ hơi đúng nhé. Bây giờ con
Con hãy nghe lắng nghe cô đọc mẫu một lần. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau: nước trong leo lẻo, cá đớp cá. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cào Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn: trời nắng chang chang, người trói người. Về nhà, ở nhà các con hãy đọc lại bài tập đọc này nhiều lần và rèn đọc lại đoạn này cho đúng và hay hơn nhé. Cô mong rằng ở nhà các con hãy trả lời những cái câu hỏi để tìm hiểu bài và phản hồi cho cô biết. Cô xin chào các con.